Rồi nhé. Và đây là nhà vườn của chúng tôi. Cái cây của chúng tôi đây. Đấy. Một trong những cái phân khúc mà đang được rất nhiều anh em lựa chọn ở cái phân khúc này. Lý do thứ nhất là chiều cao của nó tương đối là cao, 80 cm trở lên. Lý do thứ hai nó là siêu hoa nụ. Lý do thứ ba là thân cứng cáp và tán tương đối là đều. Đó là những lý do. Và lý do thứ ba đó là các anh em sẽ luôn lựa chọn những cái cặp, ví dụ như là 2, 3, 5, 10 cây như thế này về để trồng vào trong chậu, hoặc là trồng vào những cái khu mà anh em ưng ý nhất. Thì đây là đang phù hợp rất nhiều vào trong việc của chúng ta chơi cảnh. Đây. Anh em có thể hình dung, đây một găng tay của tôi đây. Đấy. Một găng tay thì anh em biết là nó là bao nhiêu rồi đúng không? Đấy. Này là hai găng tay cơ. Đấy, tương đương là 30 cm. Đường kính là 30 cm nhé. Cái phân khúc này là đường kính 30 cm. Và nó siêu hoa siêu nụ luôn. Đấy. Cho nên là anh em của chúng ta nếu mà lấy một những cặp thì nên lấy những cái dòng như thế này về để chúng ta chơi được chậu, trồng được vào chậu để chúng ta tha hồ mà ngắm cảnh nhá. Đây. Cũng như nói cái lý do, một trong lý do đó là nó siêu hoa, thì anh em có thể quan sát thực sự nó siêu hoa thật nhé. Mình sẽ đi tới cái cây khác để cho anh em quan sát nhá. Đây. Cái phân khúc đây anh em. Đấy. Cây này được trồng vài năm rồi. Đấy, cũng siêu hoa này. Anh em có thể ngắm những cái nhụy hoa rất đẹp đúng không? Đấy. Cũng bạt ngàn hoa luôn. Và anh em nhìn thấy không? Rất nhiều nhá. Cho nên là hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại trong video này để nhà vườn chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em. Và anh em sẽ cảm nhận tới. Phân khúc này thì sẽ có cả những cái phân khúc mà nó nùn hơn, nó chỉ cao 50 đến 60 cm. Tay tán cành nó cũng nhiều như thế này. Và số lượng hoa nó cũng nhiều. Đó là lý do là anh em của chúng ta cần phải gọi điện thì chúng ta mới lựa được những cái cây ưng ý nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.